bà mẹ Việt Nam anh hùng nó. Tao nói muốn tu mà tu đéo được, chứ cái đám lãnh đạo hèn với giặc ác với dân này. Tao nói hỡi dân tụi tao nghe, mà xây nhà hay sửa nhà thôi á, mà chưa có giấy phép là công an tụi bay bu đông bi bu đỏ phi xuống liền phạt dân tụi tao mà đặng kiếm ăn hen. Vậy mà trong khi đó ta nói hả, tụi Trung Quốc nó xây dựng cả một cái thành phố nguy nga đồ sộ giữa lòng thành phố Đà Nẵng, thì tụi bay nói tụi nó xây bí mật, tụi bay đéo biết. Mẹ tụi bay ăn cái quần què gì mà tụi bay xạo lòng dữ vậy hả tụi bay? Mẹ, cái này ta nói chỉ là thấy trên cái bề mặt nổi thôi nghe. Còn ví dụ như ở dưới á, giả sử mà tụi Trung Quốc nó xây cho cả một cái khu phố ngầm đi hen, dẫn thông qua nước của nó đi hen, rồi có thằng nào con nào dám đi điều tra xác minh thử không hả? Mẹ nó, ta nói mấy cái thằng cha con mẹ nào hôm nay mà đi dọn dẹp vỉa hè đó, đi đập phá nhà cửa của dân với cái lý do là trả lại vỉa hè cho dân đó, cho người đi bộ đó, tụi bay có ngon thì ra Đà Nẵng kìa, đập nát cái khu phố trái phép của tụi chó Tàu kìa hen, để mà trả lại đất đai cho dân Việt Nam tụi tao, nghe không? Dám không? Mẹ tao nói làm được như vậy mới ngon, mấy anh hùng dân tụi tao mới nể, mới vỗ tay. Chứ còn tụi bay á, tối ngày đi ăn hiếp mấy người bán hàng rong, bưng gánh bán bung hen, mấy người dân đen á, có con mẹ gì hay ho đâu tụi bay. Mẹ tụi bay sẵn tụi bay ra Đà Nẵng dọn dẹp á, tụi bay phi luôn ra cái khu mà biệt thự ven biển Đà Nẵng á hen, tụi bay bứng giùm luôn cái khu nhà cửa đồ sộ của tụi Trung Quốc xây dựng lên đi tụi bay. Tao nói cái tụi khốn nạn trung cẩu đó, không biết nó dùng cái thủ đoạn quần què gì đó, nó đút lót cho tụi bay kiểu nào mà nó mua được hết cái đất cấm khu ven biển Đà Nẵng, nó cất nhà cửa đất đai ở đó, nó xây biệt thự đồ sộ nguy nga hen, nó chơi luôn một cái khu phố Trung Quốc ở ngoài đó, bao dây mẹ anh luôn cái khu sân bay quân sự ngoài đó hen, phong tỏa mẹ nó hết rồi, tê liệt hết khả năng tấn công phòng thủ của mình rồi hả? Dám ra ngoài đó đập không tụi bay hả? Mẹ cha tụi bay, cái tuyến đường ven biển Đà Nẵng đó bây giờ tụi Trung Quốc nó đang phong tỏa, nó là cái huyết mạch quan trọng, nó giống như là một cái thành lũy, một cái tiền đồn vậy đó hẹn, để bảo vệ thành phố Đà Nẵng của mình. Vậy mà bây giờ tụi bay hai tay tụi bay dâng hết cho Trung Cộng hả? Bao nhiêu tiền nó đã làm mờ mắt hết cái lương tâm chó cắn của tụi bay vậy hả tụi bay? Mẹ tao nói đất đai ở cái khu đó, cái khu ven biển Đà Nẵng là cái khu tuyệt mật, là cái khu đất cấm, bất cứ ai cũng đâu được phép mua bán đâu hả? Tụi bay ra chỉ thị rồi, vậy mà bây giờ tại sao tụi bay lại ngứa hán, tụi bay bán cho tụi trung cẩu hả tụi bay? Tụi bay trả lời cho dân tụi tao nghe thử coi tụi bay. Mẹ nó, tao nói rồi đây, tụi Trung Cộng á, nó đã có sẵn nhà cửa đất đai thành phố rồi hẹn, nó sẽ đưa người của nó qua sống sinh con đẻ cháu, lúc đó cái tên thành phố Đà Nẵng sẽ không còn nữa hen, biển của Đà Nẵng sẽ không còn Mỹ Khê Nam Ô nữa, mà sẽ là biển của Trung Quốc, tụi bay hiểu chưa? Chèn ơi, ta nói Đà Nẵng là một cái huyết mạch cực kỳ quan trọng của Việt Nam mình, biết bao nhiêu chiến tranh đi qua đều đã chứng minh điều đó, mất Đà Nẵng là coi như Việt Nam mình mất mẹ đã đi một cái phần thân thể quan trọng hả? Vậy mà giờ đây tụi bay thấy không, Đà Nẵng, Nha Trang, những cái thành phố biển quan trọng huyết mạch tràn ngập dân Trung Quốc, mẹ tụi nó qua tụi nó xí xô xí xà tiếng Tàu hả, toàn là bảng hiệu Trung Quốc, người Trung Quốc. Tao nói bây giờ mà đi giữa những cái thành phố biển du lịch của Việt Nam giống như là đang đi lạc qua Trung Cộng vậy đó, tại sao lãnh đạo tụi bay lại khốn nạn dữ vậy hả tụi bay? Mà em nó, tao nói mất hết Đà Nẵng lại ra tới Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam, tiên sư cha cái quân bán nước tụi bay. Mẹ tụi bay nghĩ sao mà tụi bay mời diễn thiết kế Trung Cộng, mẹ cái diễn thiết kế quần què đó về Hà Nội lập cái khu quy hoạch hai bên bờ sông Hồng vậy hả tụi bay hả? Trời đất ơi, đất nước mình biết bao nhiêu cái diễn, bao nhiêu ngàn tiến sĩ kỹ sư hả, mà bộ không lập nổi cái bản quy hoạch sao tụi bay, mà tụi bay phải mời tụi Trung Cộng qua vậy hả tụi bay hả?
cái quần què vậy cũng Trung Cộng, Trung Cộng. Ngay cả trồng cây cũng phải đi qua Trung Quốc học hỏi. Bây giờ quy hoạch mà cũng phải đi mời lại lục tụi Trung Cộng qua. Làm sao vậy hả tụi bay? Sao tụi bay không mời Singapore, Nhật, Hàn Quốc? Hay là mời Mỹ, Đức, Ý, Pháp? Biết bao nhiêu là quốc gia tiến bộ trên thế giới sao tụi bay không mời? Hả? Mà cái giống chó gì cũng phải đi mời thằng Trung Cộng về tụi bay mới chịu. Làm sao tụi bay? Bộ Trung Cộng nó là ông có nội cha tụi bay làm sao? Hả? Mà thiếu hơi đó tụi bay chịu không nổi. Biết bao nhiêu bài học xương máu thằng Trung Cộng nó gây ra mà tụi bay vẫn chưa sáng con mắt ớt tụi bay ra hả tụi bay? Đưa tụi nó về ngay giữa khu trung tâm thủ đô nước mình ha. Dâng hết hai ta những cái tài liệu, số liệu mật quan trọng cho tụi nó. Bí mật quốc gia của mình giao hết cho tụi nó, cho cái thằng kẻ thù truyền kiếp của dân tộc của mình. Thì chẳng khác nào tụi bay hai tay tụi bay dâng luôn cái nước Việt Nam mình cho tụi nó. Mẹ cha ông cứu nội tụi bay, mẹ tao chửi vô cái đám lãnh đạo hèn với giặc ác với dân tụi bay nè. Thở đời nay tao nói, có ai mà địch nó đang lâm le, nó dòm ngó vô nước của mình, nó muốn ăn cướp nhà mình, nó thèm muốn chảy nước miếng ròng ròng luôn vậy đó, mà còn mời mọc đi dân hiến cho nó nữa hả? Chỉ có cái đám của tụi bay thôi hà. Mẹ nó, tao nói tụi nó phong tỏa đường biển của mình hết mẹ nó rồi, bây giờ tụi bay mời nó vô phong tỏa luôn đường sông nữa hả tụi bay? Hả? Đà Nẵng thất thủ mẹ rồi, bây giờ đưa tụi Tàu vô trấn áp luôn Hà Nội nữa ha. Rồi tương lai cái dân tộc này sẽ đi về đâu? Đi về đâu? Đi về đâu? Đi về nơi xa. Tao nói bài này đang trường hát hay dữ lắm nè, nhưng mà tao không thích nghe bài đó. Tao thích nghe bài Việt Nam tôi đâu của Việt Khang hát hơn. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương tôi. Bất cứ một người dân Việt Nam nào còn có chút lương tri đều không thể nào dẫn dân trước thảm họa mất nước được. Tụi bay có thấy tụi nó quậy không tụi bay? Hả? Tụi bay thấy không tụi bay? Mẹ nó quậy đục bến Ninh Kiều luôn rồi kìa. Nó quậy ra tới Cần Thơ luôn rồi kìa. Hen, ta nổi tới cái chỗ tu hành mà nó cũng đéo tha cho nữa. Mẹ nó cái nổi mà cái phiến đá ở Thiền Viện Trúc Lâm ở Cần Thơ á, mà cũng bị nó phá nát bằng chữ Trung Quốc luôn rồi. Thấy nó quậy không? Rồi tụi bay nhớ không? Cái vụ hai cái sân bay lớn nhất nước của mình á, là sân bay Nội Bài với sân bay Tân Sơn Nhất á, bị tụi nó hắt á, nó chửi bới sùm bằng tiếng Trung Cộng đó. Rồi tụi bay chưa đủ nhục nhã nữa tụi bay. Biết bao nhiêu lần dân của nó tràn sang hãm hại dân của mình, thả những cái con vật lạ qua phá hoại mùa màng của mình. Biết bao nhiêu vụ dân của nó qua Việt Nam mình, bắt cóc dân của mình về xứ của nó để giết mổ lấy nội tạng. Vậy thì ta hỏi tụi bay, Trung Cộng nó có cái quần què gì tốt đẹp để mà tụi bay phải mời mọc nó hết lần này tới lần khác, phải xây dựng tình hữu nghị anh em chó má với tụi nó hả? Anh em láng giềng cái quần què gì mà nó cứ luôn luôn dòm ngó đất nước của mình, từng tấc đất bên nhà mình để nó thôn tính, để nó luôn luôn coi nhân dân Việt Nam của mình là kẻ thù không đội trời chung, là cái gai trong con mắt của tụi nó cần phải loại bỏ. Kính thưa bà con, tụi Trung Cộng nó chó má lắm bà con à. Nó luôn luôn dạy dỗ con cháu tụi nó, Việt Nam mình là một quận của tụi nó. Nó luôn luôn bù lú bù loa với dân của tụi nó là Việt Nam mình cướp đất cướp đai của nó. Việt Nam mình là cái giống dân giao chỉ ngày xưa, không có giống hình dạng con người, dị hình dị tướng ha. Nhờ có tụi nó qua tụi nó đồng quá mà mình mới được như ngày hôm nay, nên hình dạng con người như hôm nay ha. Vì vậy mà dân tụi nó luôn luôn nghĩ trong cái đầu á, là Việt Nam mình là một cái nước tiểu chư hầu, là một cái quận của tụi nó. Nó luôn luôn nghĩ dân Việt Nam mình là nô lệ của tụi nó. Thành thử ra thằng nào con nấy đi du lịch qua Việt Nam, mặt mày dên dên giáo giáo, mất dạy với người Việt Nam của mình. Mẹ cha tụi Trung Quốc tụi bay, mọi người ta nói tụi bay là cái thứ chó cỏ nhà quê, mà cứ tưởng ta đây là bẹt rê thành phố ha.
Cái thứ của tụi bay á, là cái ngữ mà cứt chó hạng ba mà cứ tưởng ta đây là sô-cô-la loại một đó. Mẹ là cái thứ mà hôi nách chết mẹ luôn á. Mà cứ tưởng mình đây là Chanel number 5 là tụi bay á, nghe không? Cái bản mặt của tụi bay á, ta nói xấu á, kết cấu cũng tệ lắm. Mắt á, đã hí. Mà còn dòm dân Việt Nam tụi ta bằng nửa con không à. Mồ tổ cha tụi bay. Ta nói tụi giái trời cho bữa nào đi ngoài đường á. Mặt dảnh lên trời á, mắt hí mà còn dòm đời nữa con á, nghe. Đạp cứt chó chết mẹ tụi bay luôn, nghe không? Mẹ ta nói cái hồi xưa đó, cái đám lãnh đạo xứ mình nó bán nước mà nó còn bán lén bán lút. Nó bán mà nó bán, bây giờ nó bán, ta nói nó bán theo điều mà công khai, ha. Nó bán sỉ luôn rồi. Và nếu như dân của mình vẫn còn tiếp tục thờ ơ nữa, thì một ngày không xa, người Việt Nam của mình sẽ trở thành những kẻ tha phương ngay trên chính đất nước của mình. Bà con hãy nhớ về bài học của Thiên An Môn ngày nào, để thấy cái tụi lãnh đạo Trung Cộng nó khốn nạn tới cái mức độ nào. Ngay cả dân của nó, dân nước nó, mà trái ý của nó còn giết hại một cách tàn bạo tới như vậy, thì huống chi là người Việt Nam của mình, khát máu tanh lòng, kẻ thù truyền kiếp của nó. Bà con mình, đừng bao giờ để Cộng sản nó dối trá, nó lừa lọc, nó tiêm, nó nhầu vô trong đầu của mình, là mình phải luôn luôn im lặng chịu đựng. Bởi vì nước của mình là một nước nhỏ, đừng để bất hòa xảy ra giữa hai nước, để rồi có chiến tranh xảy ra. Lịch sử đã chứng minh nước Việt Nam của mình chưa bao giờ lớn hết. Nước Việt Nam của mình luôn luôn nhỏ, nhưng mà có võ. Cha ông của mình oai hùng chứ đéo có phải là bạc nhược hèn hạ như tụi này đâu, hen. Bởi vì muốn bảo vệ từng tấc đất cho con cháu là cái thế hệ của mình bây giờ nè. Mà biết bao nhiêu thế hệ tiền nhân đã bỏ xương bỏ máu ra để nằm xuống. Và với cái ý chí quật cường oai hùng đó, dẫu cho rằng quân ta không đông, nước ta chưa bao giờ lớn mạnh cả hơn tụi nó. Nhưng mà cha ông mình đã bao nhiêu lần đánh cho cái tụi khốn nạn Tàu Cộng, nó xách đầu máu, nó ôm quần què, nó chạy về cố quốc của nó. Vậy mà hôm nay, vì tiền, vì quyền, cái bọn khốn nạn này nó cam tâm, nó bán nước, nó bán rẻ đồng bào của nó. Nó cam tâm, nó đẩy dân tộc này đi vào dòng nô lệ một lần nữa. Cam tâm đẩy tổ quốc này đi vào chỗ tăm tối. Tụi khốn nạn này nó cam tâm, nó để cho Việt Nam này có nguy cơ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ thế giới. Là một người Việt Nam, chúng ta không thể nào im lặng được. Bởi vì im lặng trong hoàn cảnh này, ông bà mình có câu im lặng là vàng. Nhưng mà im lặng trong hoàn cảnh này không có phải là vàng, mà là bạc. Bạc tai đó. Một cái bạc tai vào mặt những kẻ có lương tri. Đừng để ngày sau con cháu của chúng ta phải oán hận chúng ta bởi vì sự im lặng hèn hạ của ngày hôm nay. Đừng để lịch sử phải ghi thêm những trang nhơ nhuốc nhục nhã nữa. Đừng để tổ quốc không còn nữa bởi vì sự thờ ơ, đau lòng của chính thế hệ chúng ta bây giờ.